Sáng nay 17 tháng 2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho loạt trận playoff vòng loại Olympic Tokyo 2020 với đối thủ Australia. Các cầu thủ nữ bước vào buổi tập đầu tiên với tinh thần vui vẻ và thoải mái. Là buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân nên ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ. Sau phần khởi động, huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu các học trò chia cặp để tập các bài thể lực và đối kháng. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ nguyên lực lượng thi đấu vòng loại thứ 3 tại Hàn Quốc và chỉ bổ sung 3 cầu thủ để tăng cường cho hàng phòng ngự. Một trong số này là sự trở lại rất đáng chú ý của trung vệ Trương Thị Kiều, người vắng mặt ở vòng loại thứ 3 vì chấn thương đầu gối. Sáng nay, Trương Thị Kiều và Huỳnh Như đi kiểm tra chấn thương nên không có mặt tại buổi tập. Đến bây giờ thì Trương Thị Kiều đã tương đối ổn định và tôi cũng đã liên hệ bằng điện thoại. Thì tôi mới quyết định gọi Trương Thị Kiều ra. Đấy là một cái tín hiệu rất là mừng đối với đội tuyển nữ chúng ta, có đầy đủ lực lượng. Và Kiều là cái vị trí chốt rất là quan trọng của đội tuyển nữ chúng tôi. Vắng Kiều một cái thì nó cũng hơi bỡ ngỡ và nó hơi thiếu hụt một chút. Tất nhiên chúng ta cũng bù đắp, nhưng bù đắp nó không thể bằng có Kiều ở trong đội hình chính này. Sự trở lại của Trương Thị Kiều sẽ giúp hàng phòng ngự chắc chắn và yên tâm hơn. Cùng với đó, hai tân binh được triệu tập lần này là hai hậu vệ biên trái Hồ Thị Quỳnh của Hà Nội và Đinh Thị Thùy Dung của Than Khoáng Sản Việt Nam. Nếu cầu thủ trẻ Đinh Thị Thùy Dung là kế hoạch của tương lai, thì Hồ Thị Quỳnh là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội với nhiều kinh nghiệm và được kỳ vọng chám vào vị trí hậu vệ biên trái đang để trống. Hồ Thị Quỳnh cũng là một cái gương mặt rất là sáng giá cho cái vị trí ở bên cánh trái, hậu vệ biên trái, vì là chúng ta đang thiếu hụt cái vị trí đó. Vừa qua thì là chúng tôi cũng lắp vào đấy cái vị trí của hai chị em Phương Thảo. Thế nhưng mà rõ ràng là vẫn còn có một cái lỗ hổng ở đấy. Và chúng tôi quyết định gọi Quỳnh lên. Và Quỳnh thì là cũng là một cái người mà lần đầu tiên lên đội tuyển nữ chúng ta. Thế và cô cũng đã thi đấu ở câu lạc bộ rất là tốt. Thùy Dung thì cũng đã lần trước cũng đã lên, nhưng mà Thùy Dung cũng bị chấn thương thì tôi quyết định trả về. Và năm 2017 thì Dung cũng đã lên để mà thi đấu cái ASEAN chúng ta, và cái thời kỳ đó Dung đã rất là tốt. Thế tôi cũng rất là mong muốn là Dung nó cũng là cái gương mặt mà trẻ thế và thi đấu thật tốt để chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta cọ sát, đồng thời trong cái SEA Games tới đây tại đất nước chúng ta thì chúng ta đầy đủ những cái gương mặt và đầy đủ những cái vị trí để chúng ta thi đấu tốt. Trong hơn 2 tuần tập luyện sắp tới, các cô gái vàng sẽ có một vài trận đấu giao hữu với các đội nam mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân khách Australia vào ngày 6 tháng 3 và đá trận lượt về trên sân nhà Sân Cẩm Phả Quảng Ninh vào ngày 11 tháng 3 tới.